chào các bạn và anh em nha. Thì hôm nay Hoàng đang có mặt tại cửa hàng xe gắn máy Dũng Mạnh anh em. Rồi hôm nay Hoàng sẽ cập nhật giá các dòng xe ở cửa hàng xe gắn máy Dũng Mạnh ha. Thì cửa hàng xe gắn máy Dũng Mạnh thì nằm trên đường Nguyễn Tri Phương nha anh em. Cái hướng bên theo tay của Hoàng nè là về ga Sóng Bằng ha. Cách chừng khoảng 300m là ga Sóng Bằng anh em. Còn hướng này đi ra là đầu đường Nguyễn Tri Phương quẹo trái là ra chợ Dĩ An ha. Đây có bảng chỉ dẫn nè anh em. Quẹo trái là ra chợ Dĩ An nha. Rồi thì hôm nay Hoàng sẽ cập nhật cho anh em mình các dòng xe số phổ thông ha. Giá từ thấp đến cao đều có hết anh em. Như hàng bên ngoài này thì có các xe Trung Quốc nè. Này đang có khách lựa con mua xe luôn. Rồi thì Hoàng sẽ bắt đầu từ phía bên đây đó anh em. Phía ngoài này có Xai nè và Kim Thái. Và mấy chiếc Sirius, xe cúp cũng có nha anh em. Anh em theo dõi video ha. Rồi phía bên ngoài này là chiếc Xai 135. Đây là phía trước phần đầu ha. Đầu đèn nè, quay thắng nè, mặt nạ về trước luôn. Mâm thì Hoàng thấy cũng là mâm riêng theo xe nha anh em. Có gắn gù chống đổ nữa nè. Heo dầu đồ cũng riêng hết nha. Xe này là thấy xe riêng chưa có độ dọn ha. Chỉ có gắn một số phụ kiện thôi. Như là gù chống đổ rồi dán tem bên lốc nè. Đây là bên lốc qua lăng anh em. Tôi dán mấy cái đề can xanh xanh cho nó đẹp. Đây là trên dàn áo. Dàn áo này thì Hoàng thấy có dán keo trong nha anh em, chùm nguyên con nè. Đó, có dán keo chùm nguyên con nha. Nhông xanh dĩa thì có ra nhông xích vàng. Rồi xe này thì theo như km là đi được 35.000 cây nha anh em. Cái chuyện km thì Hoàng thấy không quan trọng lắm ha. Như là xe cũ có số xe nó đi bị đứt dây km ha. Biển số thì 77. Đát năm sản xuất 2012 nha anh em. Rồi đây là bên phần bô bánh sau heo dầu ha. Thì cửa hàng Dũng Mạnh này Hoàng có quay cho anh em mình xem một clip cách đây cũng hơi lâu ha. Xe cũng có một số xe bán rồi. Thì nay anh có mấy xe mới về nữa. Nên là làm video để cho anh em mình tham khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ test tiếng máy cho anh em nghe luôn ha. Máy nổ rồi, nghe ok anh em. Rồi bây giờ mình hỏi giá chiếc này bán bao nhiêu ha. Này mình bán bao nhiêu ha anh? 20 triệu à. 20 triệu là mình có rút hồ sơ sang tên gì không anh? Cái hồ sơ này là thêm phí. Hồ sơ thêm phí à? Thêm phí là mình phí rút hồ sơ bán bao nhiêu anh? Triệu tư. À, triệu tư cho chiếc này. Tùy theo tỉnh thôi. Tiền rút hồ sơ là nói chung là mình có mấy trăm thôi, rồi mình công ty được mình thuê còn. À. Mấy nhân viên đi lại á. À. Tiền cà phê rồi tháo xăng. Rồi. Đây, xe này là 20 triệu anh em. Rồi kế bên là chiếc Kim Thái, biển số Bình Dương ha. Đời 99. Rồi để Hoàng quay ở trước lại ha. Đây là phần đầu đèn anh em. Rồi phục bánh trước. Thì nước sơn phục thì Hoàng thấy có một vài chỗ nó bong sơn anh em. Rồi đây trên phần đầu máy.
Cái lốc vô lăng này thì theo như Hoàng biết thì cái này có thay rồi anh em. Thay của Super Gym. Thay lốc của Super Gym. Chữ ngang ha. Còn Gym Thái thì nó chữ cong anh em. Rồi để Hoàng mở trong phần cấp yên cho anh em xem ha. Đây là trong thùng xăng lớn anh em. Rồi đây là phần bánh sau ha. Bô thì thấy là vẫn là bô Goshi nha anh em. Honda Goshi 2543 ha. Đây bên phần lốc ngồi nữa anh em. Lốc này thì thấy nước sơn có sơn lại rồi nha anh em. Không phải là lốc zin nha. Đây trên phần đồng hồ. Rồi để hoàn tất tiếng máy cho anh em nghe thử luôn ha. Xe này thì đời đang càng còn đầy đủ nha anh em. Rồi máy nổ ok ha. Biển số Bình Dương nha. Còn 4 số. Giá chiếc Kim Thái này bán nhiêu anh? Đó, lấy anh em 9 triệu thôi. 9 triệu à? Rồi anh đang bạn có khách nha. Mình sẽ tiếp tục với chiếc Sigurd FB ha. Biển số Sài Gòn 59. Đây là đời 26. Đời 2016. Dàn áo thì cũng có một vài chỗ nó chạy sức nhẹ nha anh em. Bánh mâm trước rồi heo dầu cũng là zin hết ha. Đây là trên phần đầu máy nè. Rồi mình để qua vách bên kia cho anh em xem rõ hơn ha. Chiếc Sigurd FB này mình bán ra giá nhiêu hả anh? Để cho 12 năm đi. 12 triệu 500. Máy móc ở đây mình bán mình có bảo hành không? Máy móc bảo hành 1 năm. Máy móc bảo hành 1 năm luôn cho anh em ha. Bao zin. Rồi chiếc Super Cup cũng biển số Sài Gòn luôn. Thì Hoàng sẽ nổ máy một vài chiếc rồi ha. Tại số lượng xe thì cũng còn khá là nhiều. Cho nên là quay nổ máy từng chiếc thì mất thời gian ha cho anh em. Đây là phần trước nè ha. Máy thì thấy sạch sẽ khô ráo ha, không có xì nhớt gì hết anh em. Lốc nước sơn đồ thấy khá đẹp ha. Không ít chứ chạy xước anh em. Rồi đây là cái phần bên lốc nồi nha. Trước bên em bán bên của Sigurd là bán đánh giá tại vì bên Sigurd là mình chạy. Rồi Hoàng sẽ test tiếng máy cho anh em nghe thử ha. Xe này để lâu hết bình anh em. Rồi hết bình mình không hoàn đạp thử ra ha. Đạp cũng ngay nổ anh em. Rồi xe này mua cho mấy em mình chưa đủ tuổi đi học là ok ha. Xe 50 phân khối. Chiếc này bán nhiêu?
Xích đơn cấp. Chiếc xe cấp bánh 7 triệu rưỡi em. 7 triệu rưỡi hả chị? 7 triệu rưỡi. Dạ. Máy có thể bảo hành xe đó. Xe nào cũng bảo hành 1 năm hết. Rồi mình tiếp tục ha. Dạ. Còn chiếc cúp này giá nhiêu vậy biết không? 7 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi hả? À. Cúp 50 đời cũ ha em. Cái này cũng Honda luôn. Con này thôi. 6 triệu rưỡi. Ôi cái máy té đi học chưa rửa rồi hả? Cái này là hợp lý hết luôn. À. Giá cả phải chăng bỏ 1 năm hết. Tặng bảo hiểm xe máy với lại tặng 1 bình nhớt. À đây mình tặng 1 bình nhớt với bảo hiểm xe máy. Khi mua chiếc nào cũng vậy vậy chị. Chiếc nào cũng vậy. Dạ. Giá cả phải chăng xe là bảo hiểm 1 năm hết nha. Dạ. Bảo hiểm 1 năm hết rồi tặng cho 1 bình nhớt với lại 1 bảo hiểm xe máy. Rồi. Tặng cho anh em 1 cái bảo hiểm xe máy và 1 chai nhớt ha. Đó, xe này Hoàng để đạp luôn ha. Xe hết xăng rồi anh em. Không có khởi động nữa. Hầu như là mấy chiếc này là đều bán đầy đủ. Nhưng dạ. Mà nó hơi yếu thì rồi, rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục với anh em. Bên ngoài này có hai chiếc Sigurd nè. Màu trắng đen. Bánh mâm thắng đĩa. Đời 2011 biển Bình Dương 10 triệu anh. À. 9 chủ giá có 10 triệu anh em. Xe này anh em mua là ok nè, đi làm đi chơi gì cũng được hết nha. Rồi 2011 bánh mâm luôn ha, giá 10 triệu. Đây là bên phần lốc vô lăng anh em. Hộp xích đồ còn đầy đủ hết nha. Biển số Bình Dương. Chị có mấy chìa khóa này không, em nổ máy thử luôn. Rồi đợi chị lấy chìa khóa nổ máy thử cho anh em mình nghe tiếng máy luôn ha. Tiếp tục chiếc cặp bên ha. Màu trắng xanh. Đời 2018. Chính chủ bánh mâm thắng đĩa anh em. Đây trên là phần đầu máy anh em. Lốc nước sơn đồ là còn ghim nữa, thấy khá đẹp ha. Xe đi mới 8.000 mấy cây anh em. Xe này nổ máy lên là đó, chị lên ga giùm em luôn, em khỏi đi vô. Rồi máy nổ ok anh em. Và kế bên là cái chiếc đời 2018 nè. Màu trắng xanh, biển số 38. Nãy nói chiếc này giá nhiêu coi? Giá 14 triệu. Dạ. Giá 14 triệu. 14 triệu. Đời 2018. Rồi chị test tiếng máy em luôn. Rồi, được rồi chị. Máy nổ cũng chắc nha anh em. Xe đi mới mấy ngàn cây à. 2 chiếc này đều chính chủ hết. Chiếc ngoài là 14 triệu. Đời 2018. Còn chiếc màu trắng đen đời 2011 giá 10 triệu. Rồi mình tiếp tục nha. Thì cái hàng bên ngoài này là mấy xe Trung Quốc á. Giá tầm bao nhiêu chị? Giá ở đây giá của chị là từ 4 triệu mấy nè. À. 5 triệu sàn sàn ở đây á. Mà mấy chiếc này là dọn đẹp hết rồi nè. À, xe này Trung Quốc nhưng mà dọn đẹp hết rồi. À, giá tầm 4 triệu trở lên nha anh em.
Còn mà xe chưa dọn là có bán bao nhiêu chị? Xe chưa dọn là ở cái cửa hàng bên kia. À, cửa hàng bên kia đúng không? Giá nó rất là nhiều giá khác nhau, từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu ấy, đến 4 triệu là cũng đều có. Từ 1,5 triệu trở lên là có xe Trung Quốc không? Là có xe chạy ngon lành rồi. Dạ. Bên kia cũng được bảo hành, nhưng mà bên kia bảo hành thì bảo hành thấp hơn. Xe mình cũng chưa dọn, nhưng mà nói chung là chiếc nào máy móc cũng là ok hết á. Dạ. Chiếc nào máy móc thì cũng bên nào càng cái là lỗi liền hết á. Rồi rồi. Tùy theo là cái gọi là kinh tế, tùy theo mỗi người. Dạ. Khả năng mua được xe rẻ hay là xe đắt thì do mình. Dạ. Này đáp ứng đầy đủ hết. Rồi vậy là mấy xe Trung Quốc rồi, cửa hàng bên đây là dọn sẵn hết rồi thì giá trên 4 triệu một chiếc nha anh em. Còn cửa hàng bên kia cách đây chừng khoảng 20 mét thôi, đó mới có mấy anh đang đứng lễ xe luôn á. Là giá tầm 1,5 triệu trở lên là có một chiếc xe Trung Quốc. Xe đó chưa dọn nha. Rồi mình sẽ tiếp tục cái hàng kế tiếp bên trong anh em. Thì hàng kế tiếp này thì có mấy chiếc xe tay ga ha. Ở đây thì có Mio nè. Mio này chắc đời đầu. Bánh mâm. Chiếc này mình bán giá nhiêu chị? Bán giá cho anh em là 6,8 triệu. 6,8 triệu. 6,8 triệu là rồi anh em mà đến đây mà ví dụ như ở xa mà thiện chí đến mua thì có bớt cho anh em tầm 200 nữa. Rồi, biển số 79. Thì nói chung là xe cửa hàng kêu giá vẫn còn giá thương lượng bớt cho anh em ha. Máy móc là khỏi kia luôn. Hoàng có tay một khó khởi động anh nè, vừa bóp thắng đề nó hơi khó. Máy móc ở đây thì có bảo hành cho anh em mình hết ha. Rồi kế bên là chiếc Nô 5 màu trắng đen. Đây là phía trước nha, bánh heo dầu, mâm nước sơn ghim rồi hết, chưa sơn lại anh em. Nhìn nước sơn cũng còn đẹp, ít có bị chạy chóc nổ sơn vậy ha. Xe rất đẹp. Xe này mình bán giá nhiêu hả chị? Xe này chị bán giá 13 triệu. 13 triệu cho một chiếc Nô 5 nha anh em. Xe biển số 93 Bình Phước. Đây là phần bánh sau nha. Mấy chiếc xe này là chiếc nào chị cũng bảo hành trong một năm hết á. Dạ. Ví dụ như mà có khách mà ở xa, ở tỉnh xuống á, ví dụ như là thì mình có thể bớt cho họ một ít tiền xăng nữa. Dạ. Một vài trăm tiền xăng gì gọi là đồng viên để mà như kiểu đó người ta đi xe thôi. Dạ. Thì ở xa mình sẽ bớt thêm một ít nữa không? Này có chìa khóa chiếc này không vậy? Rồi chị đề khởi máy giùm em. Rồi xe đó hết bình anh em. Rồi biển số 93 Bình Phước Nô 5 giá 13 triệu à. Rồi cái bên luôn là Hayate của hãng Suzuki. Cái này mình dán tem chùm á. Dán tem chùm nguyên chiếc nha anh em. Đây là phần bánh trước nè. Thì xe này đi cũng khá nhiều á, 80.000 cây. Để quay biển số cho anh em coi ha. Biển số ở Bình Dương. Đây là phần bánh sau ha. Bô nè. Rồi, để coi xe này còn bình không, khởi động cho anh em mình nghe thử tiếng máy ha. Hết bình luôn anh em. Mà anh em mua thì cửa hàng mình sẽ bỏ bình mới cho anh em chạy. Bỏ bình mới luôn ha. Cũng bảo hành giống như có xe. Anh em mua thì đến xem thì sẽ để bình mới vô cho anh em mình khởi động thử máy. Rồi ưng thì mình mua ha. Sẽ bảo hành cho anh em mình là máy 1 năm luôn. Và từ xe tới từ xe thời 2019 thì
mình bảo hành lâu hơn. À, nếu mà xe đời mới thì bảo hành lâu hơn nữa ha. À, còn mấy chiếc xe này thì bảo hành trong 1 năm hết á. Dạ. Rồi, kế bên là chiếc Ly 110. Chiếc Ly này là cuối 2012 đầu 2013. Ly 110 cuối 2012. Đây là phần bánh trước nè anh em. Xe xe này đi bền nha anh em. Mấy chiếc Ly này đi bền lắm. Của hãng Honda là đi rất bền nha. Áo này như có sơn lại rồi không chị? Có sơn lại không? Sao thấy mới dữ vậy? Cái đoạn kia, nói chung là mấy cái đoạn này là còn chưa nè. À. Chỉ có cái đoạn này là chỉ có dặm lại sơn nè. Chỉ có dặm lại sơn cái đèn. À. Đây có bên dính đây. Cái này là nguyên của nó. Dạ. Chỉ có dặm lại cái chỗ này thôi. À, có mấy chỗ này chày thì cửa hàng có dặm lại hả anh em? À, không phải nó chày, nhưng mà cái màu nó để như kiểu nó lột cái chân trùng ra. À. Để lâu nó nhìn nó cũng thử nó không được đẹp á, đó là mình mới dặm lại sơn này mới cho nó sơn bóng cho nó đẹp. Dạ. Rồi. Thì cái này bên dàn áo thì cũng không có quan trọng lắm ha. Anh em có thể là bỏ qua. Quan trọng máy móc anh em. Xe này thì biển số ở Kiên Giang 68. Xe này mình cửa hàng bán giá nhiêu chị? Là 13 năm. 13 năm. Xe này còn bình không? Mình khởi động máy nghe thử được chị. $13,500, Ly 110. Đời cuối 2012, biển số Kiên Giang. Ăn Tết xong rồi cái cửa hàng không có làm việc cho nên là xe nào cũng hết bình á. Phải như là con quên tắt máy à. À. Giờ không có đề được nữa. Rồi kế bếp luôn. Rồi bỏ qua, hết bình bỏ qua. Chiếc nào còn thì khởi động cho anh em nghe. À, nói chung là chiếc này máy móc còn êm lắm. Máy móc ngon lành. Là A Plus đời này 2011 chứ. 2011 12. 23. 23 luôn. Rồi, biển số ở Sóc Trăng 83. Đây là bên cái phần lốp máy anh em. Đây bên phần bô bánh sau ha. Xe này mình bán giá nhiêu hả chị? 14 triệu. À, anh tự giờ mới tiếp khách xong cho nên là giờ mới rảnh anh. Đây là cái phần trước ha, đầu đèn nè, giá 14 triệu. Agi Black đầu bò. Xe này đó anh bóp thắng đề giùm em coi, em có tay một không có khởi động được. À, nhiều khi có tay một đề khởi động mấy cái chiếc tay ga hơi khó anh. Máy luôn. Rồi máy móc đây ok anh em. Rồi kế bên luôn. Vespa. Đời 2010. Máy là bao nhiêu? Rồi như chiếc này mình bán giá nhiêu anh? Cái này anh em để cho 17 triệu. 17 triệu. Biển 48. Đăng Nông. Biển số 48. 3 đời 20. Rồi. Kế bên là chiếc Aquia Leo S ha anh em. Cuối 2015 đời 2016. Cuối 2015 đời 2016. Đẹp luôn. Biển số 2939. Rồi, để Hoàng quay cái phía sau luôn. Cái này là đẹp 2939 đó. Rồi mới nhất chưa? Rồi, máy nổ ok hết anh em. Rồi tiếp tục luôn Vision. Vision thì hết
Với xe này hết bình là 2012. Biển số ở Vĩnh Long anh em, 64. Giá nhiêu anh? Cái này để cho anh em là 14 triệu. Rồi cái bên cũng là quy sành luôn. Đời 23. Này mình bán giá nhiêu anh? 15 năm. Biển số ở đâu anh? Biển số ở thành phố ha. Và ở đây là chiếc Jupiter. Bánh mâm thắng đĩa anh em. Biển ở Bình Dương, mình bán giá nhiêu anh? Để cho 8 triệu. Rồi còn hai chiếc này là xe Trung Quốc anh em, thì mình bỏ qua ha. Thì sớm giờ này Hoàng cập nhật cho anh em mình xem mấy cái dòng xe số phổ thông với mấy chiếc xe tay ga đời cũ này ha. Thì Hoàng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn anh em mình ở video tiếp theo ha. Rồi xin chào ông chủ nha.